Cái chiếc xe này bây giờ vận chuyển Sài Gòn bao nhiêu tiền chị? Con này á, riêng xe bên chị á, em không phải lo cái phí vận chuyển vì chị chơi combo rồi. À, combo là như nào chị? Là bao rút hồ sơ vận chuyển Bắc La. À, bao luôn gì? Bao luôn, thế nên là đừng lo cái phí vận chuyển. Em mà thực cứ, ra em cứ lo là cái chiếc này nó to, vận chuyển mười mấy 20 triệu không, chết. Mà con này nếu mà em tự vận chuyển chị sẽ bớt cho em phí vận chuyển, con này đâu tầm 6 triệu. À, 6-7 triệu đúng đấy, không? Mà đã mua một chiếc xe mấy trăm triệu rồi còn lo cái phí vận chuyển nữa, nhiều quá. Tính cẩn thận nhỉ. Bây giờ tính cẩn thận thì nó thế. Mình thế chỉ lo phí vận chuyển thôi. Bớt được bao nhiêu thì mình cứ bớt chị đi. Combo luôn. Đó. Thế là 350 triệu là chọn gói luôn đấy. Đúng rồi, một chiếc xe 350 triệu này chị bao trọn gói luôn. À. Đấy, mẹ GLK 300 nhá. Với cái mức giá 350 triệu bao combo rút hồ sơ vận chuyển Bắc La. À, em tự vận chuyển chị bớt cho em luôn. Quá là hợp lý. Mà chiếc xe GLK này được trang bị khối động cơ 3.0 gầm cao, xe chạy cực thích luôn. 3.0 gầm cao. Được chưa? Nội thất màu kem là theo xe luôn nhá, và được tặng một cái màn hình mới lên màn hình xong, chưa cả bóc qua băng dính luôn, vẫn dính băng dính kìa. À. Đó, rơi tầm 14 triệu cái màn hình đấy. Rất là đẹp luôn. Quá là hợp lý nhỉ chị nhỉ. Cửa đóng chắc lịch. Đó, GLK. Thế là cái vấn đề là vận chuyển là không phải lo nữa rồi này. Không phải lo luôn. Đấy, phí vận chuyển bao luôn mà. Đó, mẹt GLK nhá. Rất đẹp. Ui giời. Ai là sao lạnh thế? Tại con này nó là cốc cơm. À, cốc cơm à? Phải 211 bắt đầu mới lên cốc điện. Con này vẫn 209 mới là cốc cơm. À, thế nhưng lần này chị đẩy cũng không nhọc lắm đâu, tại vừa rồi ăn nhiều bánh trưng với thịt gà. À. Nên đẩy cũng khá khỏe được chưa? Đó. Thế đẹp không? Form dáng này đẹp. Quá là không kén khách luôn. Mà chạy con này thích lắm, động cơ 3.0 thì nó cũng khá khỏe nhá, khá khỏe xe. À, mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì cũng đừng để ý làm gì, vì cái dòng xe là cứ tính từ chấm rưỡi trở lên đi là mình ám chừng được cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rồi đúng không? Đúng rồi. Mà con này là 3 chấm nữa. Ôi, nhưng mà em lên hội GLK em thấy là mấy bác chạy cao tốc là nó chỉ tầm khoảng 9 lít thôi chị ạ. À? Đúng rồi, lấy vào cao tốc thì nó rơi tầm 9-10 lít, còn là mình đi đường trường ngoài nó rộng tầm 11-12 lít. Nó cũng loanh quanh tầm đấy thôi, tùy địa hình nữa. Mà đã đi những cái dòng này thì để ý xăng cộ làm gì đúng không? Quan trọng là phục vụ cái nhu cầu sử dụng của mình và cái gọi là đi xuống đã. Đó, 350 triệu chị bao combo nên yên tâm nhá.